Quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình nha. Trong các bản tin buổi tối ngày hôm nay có những cái thông tin rất là nóng và mới liên quan đến cái câu chuyện của chị Ni, những cái thông tin mà lộ diện những cái kẻ đã lên kế hoạch cảm hại chị Ni. Đó, rất nhiều người nói rằng tụi nó là có nguyên một cái tổ chức lên kế hoạch thảm hại chị Ni, cảm thấy rất là ghê gớm luôn quý vị. Và trên trang cá nhân của nhà báo Sông Minh thì cũng có một cái bài viết rất là đáng chú ý như thế này: hồi Ni gặp nạn ở Malai, tôi có đăng hình chụp chung với Ni, nhiều người vào cảnh báo nhưng tôi vẫn giữ niềm tin vào cô gái này. Bởi người sống có thể chọn sai, nhưng người đã mất như cố nghệ sĩ thì làm sao có thể chọn sai người được. Sự thật mãi mãi là sự thật. Thì nhiều người cũng nói rằng đến giờ phút này ai còn ở lại, người đó là có tấm lòng yêu thương cha con của nghệ sĩ thật lòng. Còn những người rời đi là những kẻ chỉ vì lợi ích cá nhân, đu bám drama để khi còn hot là để hưởng lợi. Đó là một cái câu chuyện mà nhà báo Sông Minh thì cũng trước đây cũng đã từng phỏng vấn rất nhiều những cái bài viết về cố nghệ sĩ và cũng đã rất là đồng hành với nhà số 5, ủng hộ chị Loan hay chị Ni cũng như là chị Ba Bình Tinh. Đó là một cái điều thật sự rất là tuyệt vời. Đúng, trong hoàn cảnh hàng nặng thì mới biết ai là người thật lòng, càng thương chị Ni nhiều hơn. Trong hàng triệu người vẫn tin tưởng và ủng hộ chị Ni, tôi tin chắc rằng nhiều người đã rơi lệ. Trong đó có một cô giáo cũng đã cứ nhắn tin hỏi thăm tình hình của chị Ni và cảm thấy rất là xúc động khi mà thấy chị Ni xuất hiện trở lại. Đó, thì nói chung là chị Ni là một cái gai trong mắt đối với cái lũ Kền Kền, cái bộ ba Tam Sơn cũng như là vợ chồng của Công Anh Hai Bàn Thờ. Ở tụi đó luôn lên rất nhiều những cái hạch để coi như là cắt cái đường mà chị Ni trở về Việt Nam nữa. Coi như là tụi nó dùng tiền để mua chuộc và vu khống chị Ni. Đó, thật sự là cái âm mưu tụi này rất là ghê gớm luôn. Nhưng mà nó không thể thoát được cái sự linh thiêng của nghệ sĩ. Của nghệ sĩ thì luôn bảo vệ Hồng Loan cũng như là Hồng Ni, là người đại diện quyền và hợp pháp của chị Móng, đúng không quý vị? Đó là một cái điều thật sự cảm thấy nhiều người cảm thấy rất là mừng luôn đó. Và có một cái bài viết khá là hay của một cái tác giả yêu mến nhà số 5 cũng như là chị Ni đã lên nói về những cái sóng gió một thời gian dài mà chị Ni phải ở chịu, gọi như là chịu ấm ức đó quý vị. 14 tháng 8, một biến cố lớn đến với cô ấy, tưởng chừng như mất tất cả, kể cả là sự tự do. Cô ấy bàng hoàng vì không nghĩ rằng bọn chúng tàn nhẫn đến như vậy. Một câu chuyện tưởng đùa như những kẻ nham hiểm thì đâu có đùa với ai bao giờ. Sau những niềm vui vỡ òa, ngỡ rằng đã triệt để được một đối thủ sừng sỏ. Chúng lướt mắt đưa tình cùng nhau rồi cười nói, cho nó đi sẽ không có ngày trở về. Cái tâm ác đã thể hiện sau khi nghe báo cáo từ một tên cướp cạn bên xứ người nhắn về Việt Nam. Đã gửi cô ấy vào phòng ủ tờ và được chăm sóc từ ngày này sang ngày khác. Thì trước đó là mình cũng được biết cái thông tin là chị Ni cũng đã có làm việc với bên police ở bên Malaysia. Nhưng mà đó là những cái thông tin mà người ta nghi vấn, thì người ta lấy lời khai, đó chuyện rất sức bình thường các bạn. Hình như là chị Ni là bị giữ là khoảng hình như là một ngày đó hay sao đó các bạn. Chỉ một đêm chịu đựng xong, chấn xong, cô ấy trằn trọc miên man nghĩ về thói đời, tình người, tình bạn, rồi cô ấy cũng ngộ ra tất cả. Sáng hôm sau, luật sư của cô ấy đã đến làm việc và bảo lãnh cô ấy được tại ngoại. Đợi ngày tòa phán, rồi cô ấy vô tội. Cô ấy đã được minh oan. Sau hơn 2 tháng tĩnh lặng, cô cứ mặc cho chuyện đời trôi. Cô rong chơi rầy đây mây đó. Kẻ thù ngủ rằng, nghĩ rằng cô đã buông tất cả. Vâng, cô buông nỗi đau của mình đã nhận. Nhưng cô nhặt lên nỗi đau của mình đã bị hãm hại như thế nào? Cô âm thầm miệt mài đi tìm ra gốc gác của vấn đề, để rồi hôm nay tất cả đã bị xới tung lên một cách thuyết phục. Những kẻ đã nhúng chàm đang run sợ từng hồi. Cô ấy lặng lẽ quan sát, đo lường khoảng cách rồi để tung cú đớp chuẩn xác nhất đến kẻ thù. Sau đó vẫn ngẩng cao đầu ngạo nghễ như một nàng hổ mang chúa, cho chúng bay biết thế nào là chữ phục hận. Cô ấy vào ủ tờ một đêm nhưng mà bọn bay phải vào tù tính bằng một năm. Đời có vay có trả, mà trả là phải tính bằng trả lời đấy nhé. Đó là một cái bài viết khá là hay luôn quý vị. Không có nghĩ drama nhà số 5 chỉ đơn thuần là cô cháu đi tước đoạt, khai sinh và giành nhà,
nhân không thêm một bên ngoài lề vì lòng ganh tị. Tất cả đã ủ mưu thâm độc đoạn một mạng người bằng cách cho người vào tù để rồi bắt người ta nhốt vô ủ tờ. Trời ơi, thật sự là tàn hiểm. Mong mọi người nhìn nhận và lên án những kẻ giả tâm. Cầu chúc cho Hồng Ni, Hồng Loan luôn được may mắn. Mình rất nể phục chị Ni. Anh Thái có bao người mơ mộng được ôm và nói câu thương anh Thái vô cùng. Đó là một cái bài viết khá là hay và chia sẻ đồng cảm. Có thể nói là sau một khoảng thời gian mà chị Ni dường như là muốn tịnh tâm, muốn nhìn lại cuộc đời, muốn nhìn lại tất cả những cái biến cố trong drama Nhà Số 5 này. Và chị đã bổ sung những cái bằng chứng, chứng cứ để gửi lên cơ quan chức năng. Đó, bây giờ thì có rất nhiều những cái thông tin cho rằng tụi nó là có một tổ chức, nhóm tụi nó lên cái hạch hại chị Ni. Đúng là âm mưu của tụi này thật sự rất là tàn ác thưa quý vị. Ngày 14 tháng 8 chắc chắn sẽ là một ngày không bao giờ quên của cô gái ấy. Mặc dù tôi ở nơi xa, cách nửa vòng trái đất, nhưng tôi nghe tin cô ấy gặp nạn, tôi đã lo đến mất ăn mất ngủ. Ngày nào cũng cầu nguyện cho cô gái ấy vượt qua bao tai kiếp nạn của bọn quỷ đội lốt người mang đến cho cô ấy. Không mong gì hơn được nhìn thấy hai cô gái luôn được sống yên vui và hạnh phúc bên gia đình. Đồng thời không mong gì hơn là được nhìn thấy nguyên tập đoàn ác nhân đứng trước vành móng ngựa trả giá cho tội ác mà bọn chúng gây ra. Thì có thể nói là sau khi mà chị Ni cùng với chị Mèo Mèo mấy ngày hôm nay thì chị Ni liên tục đăng tải những cái thông tin về những cái tin nhắn của bên đại lý vé cũng như là những cái tin nhắn được tuồn ra ngoài. Thì thực sự là bên phía Kênh Kênh đang rất là lo sợ và đã có một số kẻ tuyên bố là dừng drama. Đó là con Hà Mã cũng đã tuyên bố dừng drama và thằng Thám Tử cũng đã tuyên bố dừng drama. Thì không biết là có tật giật mình hay sao, tại sao tụi nó lại dừng giữa đường như vậy. Đây là những cái nhân vật rất là cồn cán bên phía Lục Kênh Kênh. Tụi nó lên rất nhiều bài viết video clip để mà nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của Hồng Loan, Hồng Ni. Và cái câu chuyện mà cái chuyến công tác của chị Loan đi Hậu Giang, đi vị Thanh Hậu Giang cùng với bác sĩ Long và luật sư Tiết Ngọc với chị Ni là một cái lời cảnh báo đối với cái thằng Thám Tử này. Và những cái kẻ khác như là vợ chồng anh Hai Bàn Thơ, anh ta có nhiều tiền, anh ta chi tiền ra, anh ta thuê người để hãm hại chị Ni. Rõ ràng chị Ni là một cái gai trong mắt tụi nó. Đó, gạt bỏ được Ni đi là sẽ gạt bỏ được một cái gai khá là lớn. Đó, một người mà có sức ảnh hưởng, có tiếng nói trong drama này. Và bây giờ thì đúng là như con bị sao của chuối nè. Rồi vợ chồng thứ hai này, bộ ba Tam Sơn, tụi nó muốn điều khiển Hồng Loan thấy tụi nó. Khi mà Ni không trở về được Việt Nam thì nó sẽ làm thấy tụi nó. Đó là một điều thật sự rất là ghê sợ. Và thật sự nếu mà nhiều người nói là không có Ni thì bây giờ chưa chắc là Hồng Loan ở được nhà số 5 ở đâu. Bây giờ không biết Ni đang vất vưởng ở đâu, xin lỗi Loan đang vất vưởng ở đâu, cùng với năm đứa con của mình và người chồng của mình. Nhưng may mắn sao của nghệ sĩ Văn Linh Thiên vẫn ở đó, vẫn bảo vệ cô gái của mình, vẫn bảo vệ người phụ nữ, đó là chị Anh Thái, đó chị Hồng Ni của chúng ta. Để rồi bây giờ thực sự là rất nhiều người cũng cảm thấy thương, thương Ni thật lòng. Vì khi mà nghe tin chị Ni gặp nạn ở Malaysia thì rất nhiều người lo lắng luôn. Và thực sự những người trong cuộc như là Hồng Loan, Linh Tý, Bích Trâm hay là Bùm Bưng, Thành Mỹ đều biết, nhưng mà họ không có nói ra quý vị. Họ biết nhưng mà họ âm thầm để xem từ những cái động thái của bên kia như thế nào. Và mới đây nhất mình thấy cái thằng Thám Tử 4L này hình như nó cũng lên, nó nói rằng cái thông tin mà bà Nimaco bị tóm và đó là hoàn toàn chính xác. Thì không biết là nó dựa vào đâu hay là nó lên để coi như là nó dẫn dắt cái đàn bò tụi nó. Nó thì mình nghĩ chắc cũng ăn vài cái tờ đơn kiện mà nó thực sự là chuyến này chị Ni sẽ làm ra ngô ra khoai, chuyện gì ra chuyện đó, trả lại danh dự nhân phẩm chứ không phải một cái lũ mà YouTube bẩn lên kiếm view kiếm like ở dựng chuyện nói xấu người khác, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm người khác. Và hy vọng là trong tháng 11 này mọi chuyện sẽ được sáng tỏ từ câu chuyện của lộ danh tính của những cái kẻ mà lên hãm hại chị Ni tại Malaysia, cũng như là sáng tỏ câu chuyện cái phiên tòa đòi nhà cho nhờ căn nhà số 5 nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm yêu thương và ủng hộ kênh YouTube Dòng Đời TV của mình. Quý vị có bất cứ thắc mắc gì hay là muốn đặt câu hỏi gì có thể gọi trực tiếp về số điện thoại Zalo 0865 398 038 nha. Gặp trực tiếp Dòng Đời TV nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã yêu thương và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video clip tiếp theo.